Còn anh già này thì chả bia rượu gì cả, một hớp thì ngất cái bia ấy gì. Đây, mời tất cả mọi người nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em lại tiếp tục chuyến hành trình đi câu cá đây và ngắm cảnh thiên nhiên đây. Khu vực này cũng sắp trở thành địa điểm du lịch lý tưởng rồi. Đó. Đây, mình quay một vòng cho mọi người xem nhé. Ở đây có cả quán cà phê này và các chú đây. Đây là những cái lèo, chút lèo người ta nghỉ chân nhé. Đây, sông nước này, ở đây thì câu hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Em vừa hỏi rồi, có thể câu được cá, câu đài, câu lục, câu lun, câu các kiểu đều được nhé mọi người. Rồi em sẽ tiến hành lên đây để dừng chân, nấu lướng câu cá và nướng đồ ăn nhé. Em thể kết hợp câu cá luôn. Ở khu vực này nhé mọi người, thì họ cho thuyền để bơi ra khu vực xa xa, phía sâu trong mấy khe núi trên kia kìa mọi người. Đó, rất tuyệt vời. Nhưng mà tạm thời là dịch giã Covid thì chưa có ai người ta làm cả. Có mấy người người ta chuyên bơi thuyền thì đi cách ly rồi. Ở đây thì một thuyền cho thuê hai người ngồi nhé mọi người, với giá 50.000 một tiếng. Mình cứ vào đây mình đi tầm khoảng 200.000 thì bơi mà cả ngày đây. Đây, túp lèo người ta vẫn dựng đây để ăn lẩu ấy, phải không? Mình đến đây mình có thể vui chơi ăn uống tự nhiên nhé. Lèo các kiểu ấy mọi người. Đó, lèo này là lèo chơi hay là lèo gì em chưa tìm hiểu, có khi là lèo ăn uống này. Ở đây họ nấu nướng đun rất nhiều. Khu này đang quy hoạch thành khu du lịch. Vâng mọi người nhé. Ở kia phía xanh xanh này có mấy cái thuyền kìa, họ vẫn cho câu cá ấy, mọi người. Và họ cho thuê thuyền để bơi ra ngoài này, tức là có 50.000 một tiếng đi được hai người. Mình cứ đi tầm khoảng 150-200.000 để chơi cả buổi đây thôi, không vấn đề gì nhé mọi người. Đấy, phía xa xa kia cũng có lèo người ta dựng kìa. Ở đây thì đi vào ngày thứ thôi mà trời hôm nay cũng hơi mưa bay bay nên là cũng không có nhiều người đến đây du lịch lắm. Đây, trên kia họ vẫn mở các kiểu đây, mấy ông anh mới lại mấy cái thằng trên kia nó cứ rút máy quay nó quay các kiểu ấy. Vâng, em quay thôi, không khác gì cả. Đây, đây, mây mù màn sương ảnh trưởng nhá. Ở đây thì đẹp tuyệt vời rồi. Vâng, em hơi nhiễm mấy cái phim kiếm hiệp của Trung Hoa quá, trường chiếc là các kiểu đấy. Ở đây thì hồ hiếc này không biết là có cá để câu không. Câu đây là hoàn toàn miễn phí nha mọi người, chứ không hề mất một tí phí nào. Giờ sẽ chuẩn bị đi kiếm củi để nướng đồ và cắm câu luôn mọi người ạ. Đấy, lát nữa bơi thuyền thì em sẽ chiều nay nếu mà người ta cho thuê thuyền ra khơi ấy, thì em sẽ thuê thuyền nhé và làm video riêng. Tại vì video này em sẽ quay ngắm cảnh khu vực Hiệu Liên này để cho mọi người xem. Mọi người có nhu cầu đến đây tránh dịch và giải trí thì đến nhé. Đó, cảnh quang ở đây thì em thấy cũng tuyệt vời thôi. Chỗ hồ này thì em dẫm là cũng vẫn đang là đất này. Đấy, đi những cái chỗ này mà thăm câu câu cá tốt nhất là mọi người cứ lên đeo dép cho em nhé. Đi giày vào đây thì lúc bẩn giày không làm nào đâu. Dép thì mình có thể bỏ ra đi chân đất, lúc sau mình rửa dép mình lại đi được. Đi giày đây nó khó chịu lắm. Giờ em sẽ xuống dòng sông bên dưới này nhé. Đầu tiên là sẽ cắm câu và sau là câu lua. Và để ông trên kia ông ấy thiết kế đồ lấu đồ lướng, ông kiếm củi đi. Làm gì cái ông ấy. Giờ em cứ làm việc của em trước đã nhé mọi người. Mọi người thấy khu vực này hay, đẹp thì hãy đến đây tham quan thắng cảnh nhé. Tại vì phí phiếc thì nó cũng không mất nhiều đâu, chắc là mất công đi lại thôi. Sau những ngày làm việc vất vả, nặng nhọc, mệt mỏi thì mình đi vui chơi, thư giãn, giải trí một chút để lấy lại tinh thần nó thoải mái, tăng cường sức khỏe để những ngày sắp tới làm việc nó hăng say nhé. Nhưng hôm nay thì do là có người F0 nên là họ đã cấm rồi. Em cứ tưởng là được nấu nướng, được câu cá đây, một chuyến trải nghiệm ở đây cả một ngày thì nó tuyệt vời quá, nhưng mà lại không được rồi, rất chỉ là tiếc nhé mọi người. Đó, rồi em sẽ đi quanh quanh một vòng đây. Ở đây là hơi mây mù tí, là màn sương ảnh trưởng vẫn rất nhiều nhé mọi người. Đó, bây giờ em sẽ trở ra và đi kiếm một địa điểm rừng núi khác có sông nước hữu tình để tiếp tục mình nướng đồ ăn nhé. Bây giờ cũng trưa lắm rồi, trời đã mùa này thôi nhưng cũng hơi 11 giờ rồi, vẫn chưa tìm kiếm địa điểm nào hoang sơ mộc mạc để mình nấu nướng. Đây nhá mọi người, ngô mẹ tôm em đã chuẩn bị rồi, nướng để ăn đỡ đói thôi chứ ngoài kia mưa gió quá.
Giờ cái đấy gần chín rồi, giờ em lôi ra cùng mấy anh già làm mấy một vài lon bia để uống để ăn nhé. Tránh mưa tránh nắng thì tí nữa sẽ quay về sau. Quay về và về nhà thôi. Như chứ hôm nay đi nó trời nó âm u quá. Các anh em nhá, nãy vừa rồi hai anh em chúng tôi đã đi đập Hữu Liên, nhưng mà ở đấy thì người ta có Covid, người ta không cho ở đấy câu cá và đánh bắt ăn uống nhá. Nãy vừa rồi nướng thì quên mất đi review thắng cảnh nên là nó cháy mất cái để đấy. Giờ phải bóc đi đây. Và đây có một tôm nữa này. Đây nhá, mời mọi người cùng thưởng thức nhá. Vì đến giờ này là anh em cũng tương đối là mệt rồi, đói rồi. Giờ mấy giờ anh nhỉ? Bây giờ hơn 1 giờ rồi. Mời mọi người thưởng thức nhá. Ăn nhanh, ăn ngon không? Vâng. Ngon thế. Hôm nay quên không mang nước chấm hay sao? Ngon một canh. Cái này tẩm gia vị từ trước ở nhà rồi mà. Cái này anh em chúng tôi mua tẩm gia vị trước rồi nhá. Giờ ăn chỉ thiếu ớt thôi. Đây, bia đây mọi người. Ở đây là cũng một nơi người ta tụ họp ăn uống linh đình đấy. Cái hang hốc bé tí rồi mọi người. Nó không có gì to tát cả đây. Rừng núi đây. Còn đây là bàn na. Rừng núi đồ sộ đây, nhưng mà người ta vào đây người ta uống bia này, Habana này. Bia này bia đến từ Bắc Giang nhé mọi người. Kia nữa kìa. Người ta để bao ra trồng cái gì đây. Nó rừng này, toàn na đấy mọi người. Đây, đá. Đây là bàn na. Bàn na. Nhưng mà la ở đây người ta lấy quả xong người ta cắt cắt còn có cái cây cột ngủn đấy thôi. Thôi mời 500 anh em nhé. Làm miếng thịt để ăn xem nào. Ngon lắm mọi người ạ. Hay đói quá đây, ngon này. Đói quá ngon. Mời tất cả mọi người nhé. Ăn miếng em một con tôm nữa xem nào. Đang ăn nước còn rõ cả ba đùn cà nữa kìa. Nhá miếng rồi, đúng không? Anh già anh mệt lắm rồi. Khả năng Covid sao á. Có khả năng. Đây. Giờ dịch giã này không biết là ai là bị không. Nhưng mà giờ nó cũng chung chung dịch à. Mọi người không nên sợ nhá. Cứ thực hiện 5K đầy đủ. Đi vào rừng như này thì mình không cần phải khẩu trang gì đâu. Nhưng mà em đi chơi thì em không bao giờ đi những cái chỗ đông người nhá. Cái chỗ có khả năng tránh tiếp xúc. Lây nhiễm cao, tránh tiếp xúc. Mời mọi người ăn tiếp nhá. Rất ngon luôn. Cầm miếng. Vâng mọi người nhé, đây là một lon bia Hà Nội này. Làm hấp bia uống ăn mấy đùi gà với lại tôm cho đỡ tanh nhé mọi người. Mời tất cả mọi người uống mấy em lon bia cho khỏi tanh nhé. Còn anh già này thì chả bia rượu gì cả. Một hớp thì ngất, mấy bia ấy gì. Đây, mời tất cả mọi người nhé. Khát thừa quá, uống bia giải khát được. Bia giải khát được, còn rượu thì chắc là không giải khát đâu nhỉ. Đây, anh già đây, hai tay hai đùi đây. Đấy, em ăn không hết thì mình chuyển lốt cho ăn. Đấy, lượng thịt này thì ăn tương đối nhiều. Mưa gió quá mọi người ạ. Rồi anh em và chúng tôi có lẽ là cũng xin được kết thúc video tại đây nhé. Này, hai anh em chúng tôi ngồi trong cái hầm này. Cái mưa nó bé tẹo đây, ngoài trời mưa dưng. Đây, cái nước này nó vẫn rột xuống này, ướt hết người đây. Đó. Cảm ơn mọi người nhé. Nếu mà mọi người xem video của em thấy hay, những chuyến đi chơi dã ngoại phượt rừng núi của em thú vị, mọi người thấy em quay những cảnh rừng núi đẹp thì hãy cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nhé, để ủng hộ cho Thổ Dân TV. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.